Vâng, xin chào các bạn, tôi là Johnny Thông đây. Ngày hôm nay tôi hướng dẫn cho những cái người mà đang sử dụng công cụ giao dịch tài chính tự động Fubot làm thế nào để họ có thể đăng nhập khi mà họ được cung cấp tài khoản. Thì anh chị có thể lên website có tên là fubot.tech. Thì đây là website toàn bộ về cách sử dụng một cái con robot như thế nào, một phần mềm giao dịch tự động như thế nào. Thì anh chị em có thể lên trên này để coi. À, một cái hình thức giao dịch tự động hiện nay. À, thế thì khi mà anh chị em lập một cái tài khoản sàn Bittrex rồi, bằng cách nào để chúng ta có thể đăng nhập khi mà chúng tôi khởi tạo Fubot xong, thì làm sao chúng ta có thể đăng nhập cái tài khoản này để chúng ta làm gì? Chúng ta có thể là mua bán và trao đổi tự động thành công. Thì khi chúng ta đã lập Bittrex xong, chúng ta có key và secret này, thì chúng tôi sẽ lập cái con Fubot dựa trên cái nền tảng AIB Key này. Sau đó chúng tôi sẽ hướng dẫn cung cấp cho bạn một cái đường link. Ví dụ một cái người có tên là Dũng Linh được cung cấp cái đường link đăng nhập Fubot này. Thì cái trang đăng nhập đầu tiên á, thì nó sẽ hiển thị như thế này. Thì nhiệm vụ của các anh chị là chúng ta phải điền AIB Key vào và AIB Secret vào. Và chúng ta được cấp là hai cái này rồi. Nhiệm vụ chúng ta là copy. À, chúng ta copy cái key này chúng ta bỏ vào. Ok. Đó, chúng ta sẽ copy cái key đó chúng ta bỏ vào. Ok. Tiếp tục chúng ta sẽ lấy tiếp cái secret này chúng ta bỏ vào. Đó, ok. Nhớ là copy thật chính xác các anh chị nha. Phải chính xác. Sau đó chúng ta làm gì? Chúng ta bấm lưu. Lưu AIB key. Thì nó sẽ tự động vào bên trong cho các anh chị. Đấy. Đây là cái bảng đã vào bên trong của một con Fubot rồi. Thì tôi đã hướng dẫn cách để xài một con Fubot thế nào ở những cái video trước. Đây là cái video tôi chỉ hướng dẫn các anh chị đăng nhập vào thôi. Và nếu anh chị muốn đăng xuất thì chúng ta đăng xuất ra. À, chúng ta đăng xuất ra. Và chúng ta muốn vào chúng ta phải nhập mật khẩu. À, chúng ta đăng nhập vào chúng ta nhập mật khẩu. Và nếu chúng ta muốn đổi mật khẩu thì chúng ta bấm mật khẩu vào đây. Mật khẩu mới, mật khẩu cũ. À, chúng ta thay đổi mật khẩu. Sau đó chúng ta bấm lưu thì chúng ta đã đổi mật khẩu thành công. À, đây là vừa rồi tôi đã hướng dẫn các anh chị mới đầu đăng nhập một tài khoản Fubot như thế nào, cách đăng xuất, đăng nhập và đổi mật khẩu của nó. Còn cách hướng dẫn sử dụng như thế nào tôi đã làm video clip trước đây rồi. Thì tôi chúc cho những cái anh chị đang sử dụng tài khoản Fubot của chúng tôi chúng ta có những cái mùa giao dịch thành công và bội thu nha. Đó. Anh chị muốn tìm hiểu thông tin chi tiết về cái Fubot này vận hành như thế nào thì chúng ta lên cái website là fubot.tech để chúng ta theo dõi các anh chị nha. Ok, đây là cái fubot.tech để anh chị có thể vào lên đây để theo dõi. Anh chị lên đây để theo dõi cái gì? Thông tin về sản phẩm Fubot như thế nào, cách dùng, liên hệ qua đâu. Và số điện thoại hotline chăm sóc về kỹ thuật tất tần tật nó ở trên này. Ok. Thì một lần nữa tôi là Johnny Thông. Anh chị có thể là tham gia cái câu lạc bộ mà chúng tôi đang cập nhật rất nhiều dự án về ICO cũng như là Tradecoin. Đó là câu lạc bộ 100 triệu một tháng. Hãy bấm vào đây để chúng ta được gia nhập câu lạc bộ 100 triệu một tháng này các anh chị nhé. Chúc anh chị thành công. Và nếu anh chị thích cái video clip của tôi, hãy like, share, comment ở trên Facebook và hãy subscribe, đăng ký ở trên YouTube và để tôi cập nhật thông tin về ICO rất nhiều trong thời gian sắp tới. Một lần nữa tôi là Johnny Thông, xin chào và hẹn gặp lại.